Ông là tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn. Trong bài viết Người gián điệp vốn yêu chúng ta của nhà báo Thomas Bass đăng trong tạp chí The New Yorker số ra ngày 23 tháng 5 năm 2005, tác giả cho rằng Phạm Xuân Ẩn là người Việt Nam đầu tiên sống ở quận Cam của bang California, nơi sau này có mật độ người Việt cao nhất nước Mỹ. Những bức ảnh chụp ông hồi thập niên 1950 cho thấy một thanh niên dễ mến, khỏe mạnh, thích tham gia vào các hội nhóm sinh viên. Ông yêu nước Mỹ và còn yêu một cô gái tóc sáng tên Lee Mayer, vốn là chủ bút và là người dạy ông viết văn ở tờ The Barnacle của trường. Trong tờ báo này, thỉnh thoảng ông viết vài bài như bài điểm cuốn phim Người Mỹ Trầm Lặng của Graham Greene. Phạm Xuân Ẩn kể với Bass rằng 2 năm sống ở Mỹ, trong đó có cả thời gian làm việc nội trú ở tờ Sacramento Bee và ở Liên Hiệp Quốc, là thời gian duy nhất trong đời mà ông không phải lo lắng băn khoăn. Ông còn nói: tôi có 2 tình yêu giống như Josephine Baker vậy. Tôi yêu đất nước tôi và tôi yêu nước Mỹ. Khi cuộc chiến qua đi, tôi muốn họ xích lại với nhau. Đa số mà sinh viên nước ngoài qua học á, thì nó không rành mà nó kể bị đó, là gồm có Pháp, có này, có Iran, Iraq, rồi Nam Mỹ Latin, nó qua đó cũng học bên đó. Thì cái giờ học Anh văn thì tôi đăng ký học Anh văn cho nó thêm, cho nó giỏi thêm. Thì khi chấm bài rồi bà thấy giỏi. Mà cái lệnh của mấy ông này ra lệnh là cũng ác. Rồi qua bên tập trung học thiệt giỏi, đặng cho nó tốt. Thì mình lại là vậy rồi. Thứ hai là mình cái loại bộ đội mà nó rất là đơn giản, mình sống theo cái kiểu mà trong ngành tình báo là ông đã dạy rồi, kỹ rồi. Tiền, tình, tù, mấy cái đồ đó là không có bao giờ để cho nó bị ảnh hưởng. Cứ tập trung học cho thiệt giỏi cho tốt. Cái quan niệm của mình là cái quan niệm xưa, anh học giỏi cho tốt thì là theo cái phương thức cha mẹ dạy con đây như Việt Nam vậy. Thì bà này bà lấy làm lạ, bà thấy sao này không đi chơi, bà thấy đã giỏi rồi mà lại đăng ký học như vậy. Là bà phân tích, bà tính là nó làm cái gì khác chứ đâu phải để học thêm tiếng Anh đâu. À, tôi nói không, môn chính của tôi là, khi tôi giải thích ba cái này nè, môn chính của tôi là báo chí mà tôi viết bằng tiếng Anh, thì như vậy là tôi phải học thêm tiếng Anh. Họ nói nhưng mà tôi đếm, tôi chấm bài, tôi thấy tiếng Anh anh rất giỏi rồi, thì anh cũng không cần học, anh học mấy môn khác cũng được. Thì nó cho, nó lý luận là vậy, nó dự đoán là mình lấy cho có chừng thôi để mình làm cái gì khác. Cái thứ hai là nó điều tra, nó dòm thấy là không đi chơi. Ở trong trường chủ nhật hay thứ bảy gì cũng vậy, trưa tối mà học. Thành ra là bà cứ hỏi tới, hỏi hay là anh làm cái gì khác. Tôi nói không. Đó là như vậy, tôi kể bà nghe rồi sau đó bà nói: tánh tôi thì hay nghi, vì đa số là chơi, học chơi vui này kia, nhảy đầm này, anh cũng không ham lắm nữa. Thì như vậy là tôi nghĩ là anh chắc phải tính cái gì lớn hơn. Tôi nói không phải, tôi muốn học rồi tôi về bên nước tôi đóng góp vô mà. Thì là tôi phải học cho tốt. Quan niệm của Khổng học của tôi là Nho giáo. Lúc đó bà mới nói sợ gì tôi nghi là vì thế này nè. Tôi trước là tôi làm tình báo trong Thế chiến thứ hai. Hết rồi tôi về tôi đi dạy học. Nhưng mà tôi cũng có nhiệm vụ tôi theo dõi. Thì bà nói thật. Thế là mình thấy à, thế này là học giỏi quá là cũng chết. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, ông Ẩn vẫn nhớ rõ về thời điểm tháng 10 năm 1959, khi ông đang băn khoăn không biết phải làm gì kế tiếp, ở lại tiếp tục học hay về nước, thì nhận được tấm bưu thiếp của cô bạn Lee, trên đó chụp đảo tù Alcatraz với những chòi canh đầy đe dọa và những bức tường lạnh lẽo. Và ông sợ rằng phải chăng tấm bưu thiếp ấy mang hình ảnh báo trước cảnh tù ngục đang chờ đợi ông trở về. Cuối cùng, ông quyết định đánh một canh bạc với số phận. Tới 56 mà anh chưa thi hành hiệp định thì ngoài Bắc có thể, đây là nó đoán, dự đoán của Mỹ, là nó có thể là anh vi phạm cái
hoàn toàn miền Nam là không thi hành rồi gì nữa, thì nó đưa quân chính quy ngoài Bắc của anh vô, anh làm sao anh đỡ. Thế nhưng mà tới 59 là tôi còn bên Mỹ đó. Thì bên tù Mỹ bên đó nó cũng nói là nước mày sắp có chiến tranh lớn, thì nó nghiên cứu nó biết là lúc đó mình đã có nghị quyết là du kích, cho phép quân du kích rồi, cho phép quân quân sự rồi. Thì như vậy là gì? Là ngoài Bắc không có đưa đại quân vô quân thẳng như cái hiệu Bắc Triều Tiên mà quân xuống Nam Triều Tiên. Như vậy là cái dự đoán của nó sai rồi. Thì sau cùng anh phải quyết định thôi. Anh quyết định là anh về, thì cũng như là anh quân bài cho nó vậy thôi. Ít ai đi xa trở về quê hương trong tâm trạng căng thẳng như Phạm Xuân Ấn. Nhưng không có gì xảy ra, nghĩa là có thể tất cả những đồng đội, những người lãnh đạo mạng lưới đang chịu khảo tra tù đầy đều không khai báo gì về ông. Được hay mất trong canh bạc này tùy thuộc vào sự chịu đựng của các đồng chí mà có người ông còn chưa biết mặt. Khi anh về sân bay nó bắt rồi, mà tôi có dặn trước rồi, cho mời bạn bè ra đón cho đông, đằng khi nó bắt tại đó thì thế nào cũng có người thông báo cho mình hay là tôi về nhưng mà bị bắt, đằng đừng có mở liên lạc nữa. Thành ra về nhà rồi thì cũng không xảy ra, thì mau mau là anh đi xin việc làm. Thì bây giờ ông giải quyết như thế nào? Ông giải quyết là ông quánh bài thẳng, ông xin vô làm cái chỗ nào mà khó nhất để cho nó điều tra cho cẩn thận. Nếu nó chịu cho ông vô làm, tức là nó phải đưa điều tra, thì tôi xin vô làm ngay phủ tổng thống và sở nghiên cứu chính trị, tức là cơ quan mật vụ. Lúc đó bác sĩ Trần Kim Tuyến, thì nó giao cho bên ông Đỗ Mậu, tức là an ninh quân đội, điều tra lý lịch, điều tra hết tất cả rồi và nó chấp nhận cho vô làm với lịch cấp bậc chuyên viên, ăn lương chỉ số 420, tức là ngang cử nhân. Đấy. Thế thì vô làm trong đó thì là nó biệt phái qua việc tân xã. Biệt phái qua việc tân xã để làm gì? Vì tôi học báo chí, đồng thời Mỹ đương chuẩn bị mở một cái khoa báo chí. Đấy. Là cái cơ quan Asia Foundation mở cái khoa báo chí đó. Thì nó viện trợ cho việc tân xã và nó cần một người Việt Nam đã học báo chí bên Mỹ về giúp cho nó. Trần Kim Tuyến giao Phạm Xuân Ẩn sang trông coi những phóng viên Việt tấn xã làm việc ở nước ngoài. Số này hầu hết là gián điệp và luôn quan niệm nghề báo đang cản trở công việc chính của họ. Ông Ẩn thì trái lại, ông tìm thấy ở đó vỏ bọc tuyệt hảo để tiếp cận những nguồn tin quan trọng. Thì bây giờ là nó đối phó với du kích. Thì đối phó du kích là cái gì? Là anh phải có một cái kế hoạch, nhưng mà kế hoạch anh tìm chưa ra. Anh chỉ biết ý đồ nó là có rồi đó. Thì anh phải đoán cái đó là nó có. Tức là cái học thuyết của nó là gì? Dùng người địa phương nắm chính quyền và xây dựng cái quân đội chính quyền. Mỹ chỉ đứng ở ngoài tham gia và chỉ huy và hướng dẫn thôi, chứ nó không có tham gia. Cái đó là cái chủ trương từ xưa tới giờ. Cái đó là học thuyết chiến tranh. Mình gọi là thực dân mới là vậy. Chứ thằng Pháp là nó đi thẳng vô, thằng Anh là nó đi thẳng vô, nó nắm chính quyền. Thế bây giờ anh lập một cái chính quyền, anh lập một cái quân đội, thì bây giờ đối với chiến tranh du kích này anh phải có cái học thuyết. Thì cái học thuyết của nó là gì? Anh dùng quân đội đó, bây giờ đối phó cái đó, thì ông phải làm cái kế hoạch. Thì cái kế hoạch đó nó gọi là cái một chiến lược đối phó cái đó. Từ cái chiến lược đối phó với cái chiến tranh du kích này thì ông phải lập chương trình để thực hiện cái chiến lược này đáp ứng với cái học thuyết kia. Thì bây giờ trên những cái lý luận đó của Mỹ nó cũng ra làm, ai cũng làm vậy. Thì ông mò, ông tìm những người hiểu những cái đó để nói chuyện và ông chờ. Như vậy là ông có thể báo cáo là nó đương chuẩn bị đối phó với cái đó cho tới khi nó có tài liệu căn bản đàng hoàng. Tức là chương trình làm cái đó, tức là kế hoạch chống chiến tranh nổi dậy